Xin chào các bạn. Mới đây, đã có một hoạt động hết sức tinh vi khiến nhiều người nghe phải sửng sốt và kinh ngạc về hậu quả mà nó mang lại. Vậy hoạt động đó diễn ra như thế nào và kết thúc ra sao? Xin mời quý vị cùng đón xem trong clip sau đây. Chiêu thức gái trẻ dụ dỗ những cụ ông ham của lạ. Hoạt động gần như độc lập, các cô gái bán cà phê cô đơn tung ra vô số chiêu trò để chiều kéo khách. Nhiều người còn biến công việc này thành những công cụ rút ruột, bòn tiền người ham của lạ. Phát hiện nhiều tuyến đường giáp danh quận Bình Chánh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xuất hiện hàng loạt quán cà phê lạ lẫm từ hình thức đến cung cách phục vụ. Quyết định thâm nhập trong vỏ bọc một anh công nhân muốn tìm của lạ. Liên tục tung chiêu trèo kéo khách làng chơi. Ghé quán cà phê SS nằm trên đường N2, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vào giữa trưa nên quán thưa khách. Người phụ nữ kinh doanh cà phê tráng hình cũng vì thế không mấy khó chịu khi vị khách liên tục từ chối sử dụng dịch vụ sung sướng của mình. Tuy nhiên, sau mỗi câu chuyện phím, cô gái tự xưng DS lại buông lời trèo kéo khách hưởng lạc. Ra vẻ hiểu tâm lý người khách lạ, S dụ dỗ bằng triết lý, đi chơi như thế không có lỗi với gia đình, vợ con. Anh chỉ có lỗi với gia đình, vợ con khi cặp bồ, ngoại tình thôi. Còn đây là anh đi xả stress. DS còn tỉ tê, đây là nhu cầu tất yếu của những người đàn ông, ăn bánh trả tiền, nên đâu có gì gọi là có lỗi với gia đình. S còn nói thêm, mỗi khi đi chơi, khách phải sử dụng các biện pháp bảo vệ. Cô cho biết mình không phục vụ khách không hợp tác, không sử dụng các biện pháp an toàn, say rượu, phê thuốc. Cô gái nói thêm, bản thân cô thường xuyên xuống viện Pasteur khám hoài, đảm bảo sức khỏe tốt, không bệnh tật, khách vô tư thử, đảm bảo anh sẽ sung sướng. Cùng trên tuyến đường, tiếp tục ghé quán cà phê giải khát NT để tìm hiểu. Thấy khách ghé, người phụ nữ đứng tuổi vội vã ngồi dậy, vút lại mái tóc, chạy ra đón. Không như DF, chủ quán cà phê NT đã có tuổi, nhan sắc tàn phai thấy rõ, mặc dù khuôn mặt tô điểm bằng nhiều lớp son phấn. Một cách đầy lịch sự, người phụ nữ mời khách gọi nước rồi ngồi bên cạnh tự giới thiệu bản thân. Biết rõ đã lớn tuổi hơn khách, người này tự xưng chị, gọi khách bằng em. Chị tên T, năm nay 47 tuổi, chắc em mới ghé quán lần đầu. Chỗ chị có massage và đi chơi, giá cả cũng như mấy chỗ khác, em vui thì ủng hộ chị nha. Nhận thấy vị khách vẫn nhủng nhằng, chưa quyết, T bồi thêm, hay em chê chị già? Nếu vậy là em chưa biết, lớn tuổi thì chiều khách, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình mà không giữ kẻ như mấy đứa nhỏ. Còn nếu em muốn trẻ, chị kêu cho em một bé làm gần đây, đảm bảo em muốn gì là có đó. Công cụ rút ruột, môi tiền khách làng chơi. Qua tìm hiểu được biết, đa số các cô gái bán cà phê cô đơn đều đã lớn tuổi và sinh sống ở những địa phương khác nhau. Nhiều người cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, cùng đường nên đành chọn công việc như một cách kiếm tiền nhanh nhất. Tê cho biết, trước đây mình là tiểu thương ở chợ Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên do cờ bạc, chị tán gia bại sản, nỗi đau kép vỡ nợ, chồng bỏ khiến cho chị suy sụp đến nỗi từng tìm đến cái chết. Tuy nhiên vì thương đứa con gái ngoan hiền, chị liều mình kiếm tiền bằng cách bán cà phê trá hình. Chị nói, vào nghề không được bao lâu, chị nắm bắt được tâm lý khách và kiếm được tiền trả nợ. Không chút ngại ngần, người này tiếp tục chia sẻ. Lúc về đây bán, nhiều ông không có vợ đòi chị về sống chung, nhưng chị nhất quyết từ chối, ngu gì mà nhận lời. Ở vậy dù mấy ông già ngon hơn, có ông đưa cho chị cả 100 triệu trả nợ rồi đó. Thấy khách ngạc nhiên, người này dẫn chứng cụ thể. Mấy ông già ở đây vậy mà ngon, vì nhiều tiền, dễ dụ. Mấy ông hay mang đồ ăn cho mấy đứa gần quán chị. Mấy chú 10, 2 lúa, khờ khờ chưa bao giờ ăn chơi, lỡ một lần vào quán là bị tụi nó dụ dỗ, tiêu hết tiền. Cái giá của các cô gái phải trả cho những cuộc tình đầy toan tính ấy là phải phục vụ khách tại quán, nhà nghỉ, khách sạn theo yêu cầu. Tê nói, dẫu vậy trong cuộc tình làm ăn này, các cô gái như mình vẫn là người có lợi nhất. Mấy ông già là dễ dụ nhất, những người như chị Tê thích khách là mấy ông già hơn là trai trẻ bởi vì dễ phục vụ. Làm công việc này, mình đâu có đặt nặng vấn đề tình cảm đâu mà cần trai trẻ, trai đẹp. Cứ ai có tiền tươi thóc thật, chịu chi là được. Liên tục những ngày qua, Công an thành phố Tân An, Long An ra quân triệt xóa nhiều tụ điểm cà phê đèn mở. Tại đây, lực lượng công an đều bắt quả tang các tiếp viên đang hành nghề thư giãn cho khách. Tính đến thời điểm hiện tại, các quán cà phê trên đã bị đình chỉ hoạt động và bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Các bạn thân mến, đây là một hoạt động hết sức tinh vi và đã để lại một hậu quả rất đáng tiếc. Qua đây cũng là bài học đắt giá cho tất cả mọi người, nhắc nhở chúng ta sống cần phải có trách nhiệm, đạo đức và thượng tôn pháp luật.